Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Các bạn ạ, lịch sử của con người chỉ bằng một phần nhỏ của lịch sử sự sống trên trái đất. Nếu với lịch sử sự sống trên trái đất như 24 giờ của một ngày, thì lịch sử của con người chỉ tương đương 7 giây ngắn ngủi mà thôi. Vì thế, có rất nhiều thứ chúng ta chưa từng được thấy, nhưng đã từng tồn tại và bước đi trên hành tinh này từ trước chúng ta rất lâu. Do đó, không ngạc nhiên khi có những dạng sống mà khi nhìn thấy hóa thạch của chúng, ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể biết chúng đã sinh tồn như thế nào với ngoại hình kỳ lạ như vậy. Và với bản chất rời rạc và thiếu sót của hóa thạch, việc phục dựng lại chính xác ngoại hình của chúng cũng là một nhiệm vụ vô cùng thách thức đối với các nhà khoa học. Chẳng hạn như nói đến voi thì không ai không quen thuộc với hình ảnh, còn voi có cái vòi đi trước, tay như quạt nan, bốn chân to như cột đình. Nhưng bạn có biết voi và họ hàng của chúng từng đa dạng hơn thế rất nhiều? Ngày hôm nay, mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV lướt qua một vài trong số những hình dạng kỳ lạ nhất từng tồn tại ở dòng dõi của voi và những họ hàng của chúng. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu một chút về gia phả của dòng dõi nhà voi. Voi thuộc một họ động vật gọi là Elephantidae, còn gọi là họ voi. Họ này ngày nay chỉ còn duy nhất hai chi còn tồn tại là voi châu Á và voi châu Phi, bên cạnh các chi đã tuyệt chủng như voi ma mút hay voi ngà thẳng. Họ Elephantidae lại chính là họ duy nhất còn tồn tại của một bộ động vật hết sức đa dạng, đó là bộ Proboscidae, còn gọi là bộ có voi. Như tên gọi, bộ này bao gồm những loài động vật có phần mũi đã biến thành vòi có khả năng chuyển động linh hoạt để hỗ trợ việc ăn uống và một số hoạt động khác. Nguyên nhân là do chúng đã tiến hóa để đạt được kích thước khổng lồ với hộp sọ to và nặng, trong khi cổ lại tương đối ngắn nên phải có vòi để vươn tới đồ ăn hay nước uống. Một đặc điểm tiến hóa đặc trưng khác của các loài trong bộ có vòi là ngà. Vào khoảng giữa thế thủy tân, một nhóm thuộc bộ có vòi là Elephantiforms xuất hiện. Ngoài việc sở hữu cơ thể to lớn và cái vòi linh hoạt ra, thì cặp răng cửa hàm trên và hàm dưới của chúng biến thành những cặp ngà có khả năng mọc dài liên tục, cùng với khớp dính hàm dưới cũng kéo dài ra. Sự phát triển của ngà ở dòng dõi của voi cũng hết sức đa dạng. Trong khi voi hiện đại chỉ có cặp ngà mọc từ hàm trên, không phải loài nào trong nhóm Elephantiforms cũng như vậy. Có kẻ thì ngà chỉ mọc ở hàm dưới, chẳng hạn như Dinotherium, nhưng cũng có kẻ thì có ngà ở cả hàm trên lẫn hàm dưới, như Gophotherium. Nhưng kỳ lạ nhất trong số các Elephantiforms chính là những giống loài cũng có ngà ở hàm trên và hàm dưới như Gophotherium, nhưng ngà dưới lại có cấu tạo phẳng, dẹt, kết hợp với khớp dính hàm dưới kéo dài tạo thành cấu trúc giống như một cái sẹn. Tiêu biểu nhất trong số các giống loài như vậy là Platybelodon. Vào năm 1927, nhà cổ sinh vật học người Nga hay lúc đó là Liên Xô cũ, Alexei Borisiak đã hoàn thành mô tả một chi và loài mới thuộc bộ có vòi mà ông đặt danh pháp là Platybelodon danovi, có nghĩa là ngà xin dẹp của Danov, dựa trên các hóa thạch có niên đại thuộc thế trung tân tại phía bắc dãy núi Caucasus. Đến năm 1928, những hóa thạch mới có đặc điểm tương tự đã được tìm thấy ở Mông Cổ và được các nhà cổ sinh vật học Mỹ gồm Henry Fairfield Osborn và Walter Ranger tiếp nhận. Ban đầu họ cho rằng đây là một loài mới cùng chi với Amoebelodon, một chi có vòi khác được mô tả và định danh vào năm 1977 tại Nebraska, Mỹ. Tuy nhiên vài năm sau đó thì họ thay đổi suy nghĩ và xác định đây là một loài mới cùng chi với Platybelodon danovi của Alexei Borisiak, trước khi quyết định đặt cho nó danh pháp khoa học là Platybelodon grangeri, có nghĩa là ngà xin dẹp của Granger vào năm 1932. Như đã nói, cũng như voi ngày nay, Platybelodon cũng có cặp ngà ở trên tuy có phần hơi ngắn, nhưng phần kỳ lạ nằm ở hàm dưới, khi cặp ngà dưới của chúng giống như đã bị ai đó cán dẹp ra. Tuy cặp ngà này không dài nhưng kết hợp với phần khớp dính hàm dưới đã kéo dài ra một cách bất thường, thì hàm dưới của Platybelodon trông như một cái thìa dài vậy. Một cái miệng trông hết sức bất thường mà dường như không xuất hiện ở bất kỳ loài động vật hiện đại nào ngày nay. Mặc dù nói là kỳ lạ, nhưng đó là với góc nhìn của con người. Còn vào thời đại của chúng thì điều này có vẻ không hề kỳ lạ chút nào. Tại Mông Cổ, các nhà cổ sinh vật học đã khai quật được một lượng rất lớn các hóa thạch Platybelodon grangeri với đủ các độ tuổi khác nhau, cho thấy sự phổ biến của loài này trong hệ sinh thái. Không chỉ vậy,
Số lượng các loài có đặc điểm tương tự Platybelodon không hề ít, được các nhà cổ sinh vật học tập hợp thành một họ hoàn toàn riêng biệt trong bộ có vòi, đó là Amebelodontidae, lấy theo tên của Amebelodon, chi có vòi có đặc điểm tương tự như Platybelodon. Ngoài Amebelodon và Platybelodon, họ này còn có khoảng 10 chi khác nữa, với địa bàn phân bố rộng rãi từ châu Phi sang lục địa Á Âu cho đến Bắc Mỹ. Thật ra thì ban đầu các nhà khoa học muốn xếp các loài trong họ Amebelodontidae và một họ có vòi khác là Gomphotheridae, vì chúng cùng có cặp ngà hơi trụm lại ở hàm dưới. Nhưng trong khi ở các loài Gomphotheridae, ngà của chúng vẫn giữ nguyên hình dạng nhọn, thì ở Amebelodontidae, ngà của chúng lại có dạng phẳng. Vì thế họ quyết định coi Amebelodontidae là một họ riêng trong nhóm Elephantiforms. Các nhà khoa học đã dựa vào phân tích phát sinh loài của họ Amebelodontidae mà cho rằng họ có vòi này khởi nguồn từ châu Phi vào đầu thế trung tân trước khi lan ra các lục địa khác. Chúng chỉ tuyệt chủng hoàn toàn vào đầu thế thượng tân, cách đây khoảng 5,3 triệu năm trước. Platybelodon nhỏ hơn một chút so với vòi hiện đại, con trưởng thành có thể dài 3 mét và nặng từ 2 cho đến 3 tấn. Ngoài trừ phần hàm dưới đặc biệt thì có thể trông chúng khá giống vòi ngày nay. Ngà trên hơi ngắn, không có dấu hiệu mòn và có sự khác biệt giữa ngà của vòi đực và vòi cái, nên có lẽ chúng không được dùng trong chiến đấu hay kiếm ăn, mà dùng để khoe mẽ nhằm chiếm ưu thế trong chọn lọc giao phối hơn. Số lượng mẫu vật khá lớn từ Mông Cổ cũng cho phép các nhà cổ sinh vật học như Osborne và Granger có thể nghiên cứu tương đối kỹ lưỡng về các giai đoạn phát triển của Platybelodon. Thậm chí có cả một mẫu vật được xác định là một con non vẫn còn chưa ra đời, từ đó rút ra những kết luận ban đầu về cách chúng sử dụng cấu trúc miệng kỳ lạ của mình. Mẫu vật được cho là con non chưa chào đời cho thấy, những con Platybelodon còn non không hề có cấu trúc dạng sẻng giống như miệng của cha mẹ chúng. Chỉ đến khi được vài tuổi thì những con Platybelodon con mới bắt đầu phát triển phần hàm dưới thành hình chữ Y dài, ngà ở hàm dưới cũng lớn dần theo thời gian. Khi trưởng thành thì cái sẻng như chúng ta biết mới được định hình hoàn toàn, phần mà chúng ta có thể coi là đầu của cái sẻng rộng gần bằng phần sau của hàm dưới, nhưng đoạn giữa sẽ bị co lại khá nhiều trước khi đến chỗ có răng hàm. Khi nhìn từ cạnh bên thì chúng ta mới thấy hàm dưới của Platybelodon thật sự có đoạn bị lõm xuống để tạo thành hình cái sẻng, so với phần hàm dưới tương đối phẳng của Amebelodon. Chức năng của cấu trúc dạng này là gì? Osborne cùng một số đồng nghiệp của mình tin rằng Platybelodon cùng những người họ hàng có hàm dưới tương tự đã dùng nó để đào đất và bùn nhằm tìm thực vật. Giả thuyết này được Osborne đưa ra dựa trên những cạnh bị vát của hai chiếc ngà dệt ở hàm dưới. Ngoài ra thì hóa thạch của Platybelodon thường được tìm thấy ở gần những nơi từng được cho là vùng nước. Ông cho rằng chúng bị vát là do tiếp xúc với đá nhẵn ở đánh eo hoặc suối nông trong quá trình tìm kiếm thức ăn, với sự hỗ trợ của một chiếc vòi ngắn và rộng. Tất nhiên, vòi là phần mềm và không hóa thạch, nên hình ảnh chiếc vòi ngắn và rộng này hoàn toàn là phỏng đoán của Osborne và các cộng sự. Thế nên những hình ảnh phục dựng cũ của Platybelodon trông khá buồn cười với chiếc vòi ngắn và hàm dưới dị thường của nó. Nhưng sự thật có phải như vậy không? Vào năm 1992, một nghiên cứu của David Lambert dựa trên người họ hàng khá gần gũi của Platybelodon là Amebelodon đã đề ra một hướng suy nghĩ mới. Theo David Lambert, Amebelodon sử dụng những chiếc răng của mình theo nhiều cách khác nhau. Dựa trên các dấu sờn trên răng của Amebelodon, có vẻ như nó không chỉ dùng hàm dưới của mình để đào, xúc, múc, bán, à không, đào, xúc, múc thôi, mà để còn nạo vỏ cây và từ đó thu thập thức ăn từ những nguồn đa dạng hơn. Thay vì một thực đơn chuyên biệt, Amebelodon đã sử dụng cái miệng đặc biệt của mình để ăn được nhiều thứ. Lambert cũng cho rằng, Platybelodon không sử dụng cái miệng của nó theo cách duy nhất mà Osborne đã hình dung. Thay vào đó, ông cho rằng Platybelodon sử dụng cái hàm dưới độc đáo của nó như một lưỡi hái. Nó sẽ dùng cái vòi của mình để bấu vào thân cây, sau đó dùng hai cái ngà phẳng và vát của mình ở hàm dưới để cưa qua thân cây. Điều này sẽ giải thích được các cạnh vát cũng như độ sắc của cặp ngà ở hàm dưới. Với giả thuyết này thì cái vòi của Platybelodon sẽ phải dài hơn những mảnh phục dựng cũ và khi đó trông nó sẽ gần giống với vòi hiện đại hơn, ngoài trừ phần hàm dưới đã quá đối đặc biệt. Tất nhiên, những gì mà Lambert nêu ra chỉ là một giả thuyết mới, một hướng suy nghĩ mới chứ chưa phải là kết luận cuối cùng về cách Platybelodon cùng các họ hàng của nó sử dụng cấu trúc miệng. Các giả thuyết trước đó hầu hết đều thất bại trong việc lý giải phần hàm dưới lạ lùng của Platybelodon hay bất kỳ loài nào trong họ Amebelodontidae. Điều duy nhất gần như chắc chắn là chúng không phải những sinh vật tích lội bồn dưới những đầm lầy hay ao hồ chỉ để ăn thực vật thủy sinh như những gì chúng ta hình dung trước đây. Và điều mà Lambert muốn nhắn gửi với chúng ta là đừng vì nó trông giống với cái sẻng mà nghĩ rằng nó được dùng như một cái sẻng.
Vậy vì sao Platybelodon và họ hàng của nó tuyệt chủng nếu chúng là những sinh vật có khả năng kiếm ăn đa dạng thay vì kén chọn? Đây cũng lại là một điều khác mà các nhà cổ sinh vật học chưa thể chắc chắn. Biến đổi khí hậu dẫn đến sự biến mất của những đồng cỏ hay sự cạnh tranh từ những loài ăn thực vật khác là những nguyên nhân khả dĩ có thể lý giải sự tuyệt chủng của dòng dõi voi ngà sen, nhưng chưa đủ để thỏa mãn thắc mắc của chúng ta. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Phùng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Phùng Long TV.